Thưa quý vị, những năm gần đây, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại về với nhân dân để cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ qua chương trình Tết Quân Dân. Không chỉ chung tay góp sức cùng chính quyền các cấp mang đến một mùa xuân vui tươi, đầm ấm cho nhân dân, các hoạt động của chương trình còn góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân trên địa bàn tỉnh. Khởi động chương trình Tết Quân Dân năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp trao tặng 200 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Xuyên Mộc. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Tuy không lớn, nhưng góp phần giúp cho người dân đón Tết Giáp Thìn thêm vui vẻ, phấn chấn hơn. Hôm nay nhận được quà của cả địa phương thì cũng là mừng. Cảm ơn địa phương giúp đỡ. Qua cái món quà của cán bộ chiến sĩ gửi đến bà con nhân dân để thể hiện cái sự tình cảm của cán bộ chiến sĩ đối với bà con, hỗ trợ bà con một phần để bà con đón Tết trên tinh thần vui tươi, an toàn, lành mạnh. Mang hơi ấm mùa xuân đến với thị xã Phú Mỹ, chương trình Tết Quân Dân được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức đã giúp cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn của địa phương được nhận quà Tết với tổng giá trị 160 triệu đồng. Tôi vì hoàn cảnh hơi khó khăn, giờ cả lao động không nổi, do đó mà Ban Chỉ huy Quân sự của thị xã đã ngỏ lòng cho chúng tôi thì chúng tôi để nhận cái quà để về sử dụng trong Tết trong năm Giáp Thìn. Tôi rất thành thật cảm ơn. Chương trình Tết Quân Dân năm 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến nay tại tất cả các địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp gắn kết tình cảm giữa cán bộ chiến sĩ với nhân dân như phiên chợ không đồng, tổ chức thi gói bánh chưng bánh tét, các trò chơi dân gian. Qua chương trình Tết Quân Dân năm 2024 đã có hơn 1.000 phần quà được các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng đến những hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 800 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp.